chương 531, rời khỏi, ốc đảo biến mất. Năng lượng cầu nhẹ nhõm không có vào thân thể, Lữ Thiếu Khanh lập tức cứng ngắc không gì sánh được, trong lòng mất hết can đảm, chết chắc, đời này lại lớn như vậy. Đời trước là sử nam, đời này cũng thế, thật thảm. Sư phụ, mỗi khi gặp ngày lễ, nhớ kỹ cho ta đốt thêm điểm nguyên bảo ngọn nến, không đúng, đốt nhiều một chút linh thạch ngọn nến. Bất quá chờ mấy hơi thở về sau, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc phát hiện tự mình còn sống được thật tốt. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình, lại dùng tay mò sờ tự mình, đặc biệt là tiểu đệ. Hết thảy như thường, trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Không có chuyện gì sao? Làm sao có thể không có việc gì đây, lớn như vậy một cái năng lượng cầu, khủng bố như vậy một cổ lực lượng xông vào thân thể của mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình thân thể cất một cái không định giờ bom, không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ bịch một tiếng bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, hài cốt không còn. Lữ Thiếu Khanh ở trong cơ thể mình tìm lượt, cuối cùng tại thức hải bên trong tìm tới cái này quỷ dị năng lượng cầu chính nhìn xem thức hải bên trong như là màu đen mặt trời treo ở trên bầu trời, lữ thiếu khanh khóc không ra nước mắt. đại ca, ngươi chạy vào làm gì? nơi này chơi rất vui sao? nơi này là ta địa bàn, ngươi không trên một tiếng liền tiến đến, thực tế có sai lầm ngươi đại lão phong phạm. không mang theo dạng này chơi a? À. lữ thiếu khanh vòng quanh năng lượng cầu chuyển vài vòng, năng lượng cầu kia cổ kinh khủng quỷ dị khí tức biến mất, quay tròn tại xoay tròn lấy, có vẻ người vật vô hại. lữ thiếu khanh nhìn xem nó, rất có xúc động cho nó một bàn tay đem nó đập nát sau đó lại người nói hủy diệt triệt để để nó biến mất trên thế giới này đáng tiếc hắn chỉ có thể tưởng tượng trong lòng méo mó một cái lữ thiếu khanh thử thăm dò hỏi đại lão nơi này ở không thoải mái không bằng đi ra bên ngoài như thế nào nếu không ta cho ngươi tìm một cái cô nàng ma tộc trước vĩnh lên sau lồi dáng vóc không tệ ngươi đi ký túc tại trong cơ thể nàng như thế nào ký túc tại một cái nam nhân thể nội truyền đi chỉ sợ ngươi sẽ bị trò cười a à. đi thôi đi thôi nam nhân thể nội có cái gì tốt quay tròn, không hề có động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm tiến vào âm dương trạng thái, dự định nhìn xem năng lượng cầu. Kết quả nhường hắn thất vọng, hắn không nhìn thấy năng lượng cầu nhược điểm, không nhìn thấy đen trắng quang mang, là một mảnh trống không hư vô. Ý vị này năng lượng cầu so với hắn trong tưởng tượng còn cao cấp hơn, còn muốn cường đại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không làm gì được. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh tiến vào loại trạng thái này, cũng làm cho năng lượng cầu sinh ra phản ứng. Lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, quỷ dị khí tức nhường đầu hắn da tóc tê dại. Dọa đến Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. May mà chính là, hắn thối lui ra khỏi âm dương trạng thái, năng lượng cầu cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Lữ Thiếu Khanh lần nữa khóc không ra nước mắt, thể nội treo như thế một cái bom, đi ngủ cũng không thơm. Nói không nghe, đánh không được, Lữ Thiếu Khanh không thể không tiếp nhận hiện thực này. Nếu là có thể, hắn cũng muốn đánh yêu yêu linh báo cảnh sát. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh sinh không thể luyến lui ra ngoài. Mới vừa lui ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh phát hiện chung quanh đang chấn động, mặt đất vỡ ra. Nơi này muốn sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian lui ra ngoài, phía ngoài đại điện đã sụp đổ hơn phân nửa, 10 cái to lớn cây cột đứt gãy, ngã xuống, khối lớn khối lớn theo phía trên rơi xuống. Đối Lữ Thiếu Khanh tới nói, giống như là trên trời xuống tự thạch, mỗi một khối rơi xuống cũng ném ra tiếng vang to lớn cùng chấn động, nhấc lên bay đầy trời bụi. Còn có đột nhiên theo vỡ tan địa phương phun ra ngoài hư không loạn lưu, điên cuồng vỡ nát lấy hết thảy chung quanh. Lữ Thiếu Khanh không dám ở nơi này chờ lâu, thân ảnh xuyên thẳng qua trong đại điện, tránh đi rơi xuống cự thạch, trốn tránh đột nhiên xuất hiện hư không phong bạo. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc, sợ mất mật chạy ra đại điện về sau, thấy được bên ngoài đang lóe bạch quang truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt cái này đại điện chủ nhân không có như vậy tiện, chừa cho hắn đường lui. Lữ Thiếu Khanh một cước bước lên truyền tống trận, sau một khắc, hắn chửi ầm lên, thật tiện, thế mà muốn ta cho linh thạch. Mắt nhìn xem chung quanh bắt đầu sụp đổ, Lữ Thiếu Khanh nhịn đau xuất ra linh thạch kích hoạt truyền tống trận, từ nơi này ly khai. Bạch quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại ốc đảo nơi này. Nhị sư huynh. Tiêu Y ngạc nhiên xông lại. Lữ Thiếu Khanh ly khai ốc đảo, đứng ở bên ngoài trên đá lớn, nhìn xem hư không loạn lưu phun ra ngoài, đem ốc đảo thôn vệ, cuối cùng không gian chậm rãi khép kín, ốc đảo hoàn toàn biến mất. Nhìn xem ốc đảo biến mất, lưu lại một mảnh đất trống, Tiêu Y, Úc Linh cùng Tiểu Bạch miệng trợn mắt ngốc, không thể tin được vừa rồi tự mình nhìn thấy một màn nửa ngày sau tiêu y dắt lữ thiếu khanh quần áo hiếu kỳ hỏi nhị sư huynh đây là có chuyện gì lữ thiếu khanh một thời gian cũng không biết rõ như thế nào nói tới nơi này còn có quá nhiều đồ vật hắn cũng không có trị rõ ràng là ai có tay lớn như vậy bút lưu lại đại điện đại điện chủ nhân có phải hay không quan tài chủ nhân quan tài chủ nhân cùng ma quỷ tiểu đệ có quan hệ gì quan tài biến mất chạy đi nơi nào còn có cái kia năng lượng cầu nơi phát ra nơi này có quá nhiều đồ vật hắn không cách nào khiến cho rõ ràng trị không minh bạch Lữ Thiếu Khanh nói thầm, hết sức kinh bỉ, liền một phần mộ chí minh cũng không có, đây không phải cho người ta ngột ngạt sao. Tiêu y thính tai, nghe vậy, trừng to mắt, nhị sư huynh, ngươi đi rút ai phần mộ? Có quỷ sao? Tìm tới cái gì bảo bối? Có ta sao? Tiêu y đem trong lòng mình vấn đề duy nhất một lần ném đi ra. Làm cho Lữ Thiếu Khanh hoa mắt chóng mặt, thưởng nàng một cái hạt dẻ, cồn ào quá, câm miệng cho ta. Sau đó đem từ bên trong đạt được chiếc bút kia cùng trống không cuốn vỡ ném cho nàng, cầm, đây là từ bên trong đạt được đồ vật. Tiêu y mừng rỡ, nhị sư huynh quá người tốt, trong lòng còn đọc ta người sư muội này. Bất quá nắm bắt tới tay về sau, tiêu y phiền muộn, cái này không phải liền là phổ thông bút cùng cuốn vỡ sao. Tiêu y nhịn không được hoài nghi, nhị sư huynh sẽ không phải cầm phổ thông bút cùng cuốn vỡ đến lừa gạt ta đi. Không thể không dạng này hoài nghi, tiêu y cảm thấy nàng nhị sư huynh là biết làm loại chuyện như vậy người. Phản ngươi, nhìn thấy tiêu y hoài nghi ánh mắt, lữ thiếu khanh không nói hai lời, cho nàng một cái bạo lực tử, người dùng sức xé mở nhìn xem tiêu y nghe vậy làm theo kết quả phát hiện nàng dùng hết toàn lực cũng đẩy không ngừng bút lông cùng xé không khổ sách tử cái này tiêu y thực lực của nàng mặc dù yếu nhưng đến nàng cảnh giới này vạn cân lực khí vẫn phải có lại lộn không ngừng xé không nát cuốn vỡ cùng bút tuyệt đối là cái bảo bối lữ thiếu khanh chắp tay sau lưng hừ hừ nói tin chưa đây là bảo bối người bình thường ta còn không nguyện ý cho đây tiêu y vui vẻ cười lên ngọt ngào nói tạ ơn nhị sư huynh không cần cảm ơn lữ thiếu Khanh khóe miệng nhếch lên đến tại cái này phía trên cho ta viết tâm đắc đi tính một cái mới cũ ngươi đến giao cho ta năm vạn chữ tâm đắc tiêu y trước mắt tối đen kém chút theo trên tảng đá lăn xuống đi chương 532, sư phụ muốn đi yêu giới bồi dưỡng tiêu y nước mắt rưng rưng nhị sư huynh làm sao lại năm vạn chữ chính ngươi trong lòng không có điểm mức số sao lữ thiếu khanh ha ha một câu ngươi muốn cò kè mặt cả sao tiêu y hoàn toàn chính xác có quyết định này nhưng là nghe được câu này, sợ. Quả quyết nhận phạt. Cò kè mặt cả, không chừng 5 vạn chữ biến thành 10 vạn chữ, đến thời điểm muốn chết cũng khó khăn. Kết quả là, tiêu y thuần thục nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, ngươi ở bên trong còn tìm đến cái gì? Đừng nói nữa, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ ưu thương, ta mẹ nó còn dựng tiếng vào linh thạch, đau lòng. Bên trong sự tình vẫn là không muốn nói ra, lại nói, nói cũng không ai tin tưởng. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua nơi này, quay người ly khai, chuyện nơi đây đã chấm dứt nên ly khai cứ như vậy trở về sau tiêu y theo ở phía sau có hơi thất vọng dọc theo con đường này cùng đi theo có vẻ hơi bình thản đây vốn cho rằng cùng đi theo đến phía trên sẽ có chơi rất hay sự tình kết quả là ở chỗ này nhìn cái tịch mịch các loại cái tịch mịch sớm biết rõ lúc ấy đi theo nhị sư huynh cùng một chỗ không chừng có thể tiến vào bảo tàng bên trong bên trong nhất định có việc hay lữ thiếu khanh mang theo hai cái nha đầu xuống núi đi lên khó xuống dưới thì có vẻ dễ dàng mà khi lữ thiếu khanh nghe được tiêu y nhất lên có một đạo cường liệt quan trụ phóng lên tận trời như là mặt trời đồng dạng chiếu rọi vạn dặm thời điểm trong lòng của hắn lộc bột một cái đoán cũng đoán được này lại kinh động đến ngoại giới tu sĩ đến thời điểm tất cả mọi người sẽ cho rằng nơi này có bảo bối xuất hiện tất nhiên sẽ chen chút mà tới tù hồn sơn mạch nguy hiểm chỉ là đối với phổ thông tu sĩ cũng chính bởi vì dạng này cuối cùng có thế lại tới đây nhất định là cường giả bên trong cường giả phiền toái lữ thiếu khanh trong nháy mắt tăng thêm tốc độ mang theo hai người cấp tốc xuống núi. Thế nhưng là cho dù là dạng này, xuống núi cũng bỏ ra mấy ngày thời gian. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y Úc Linh bình yên vô sự trở lại, Thiều Thừa nới lỏng một hơi, dẫn theo tâm rốt cục trở xuống tại chỗ, yên lòng. Tiêu Y sau khi xuống tới, phát hiện ung y bọn hắn không thấy, Hiếu Kỳ hỏi thăm, sư phụ, bọn hắn người đâu? Bọn hắn đi, Thiều Thừa thuận miệng nói câu, động tĩnh của nơi này quá lớn, sợ người bên ngoài tiến đến, ta trước hết để cho bọn hắn ly khai. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đối sư phụ làm phép biểu thị 10 điểm đồng ý, không sai, nhưng bọn hắn lưu tại sẽ chỉ là gánh nặng của ta. Úc Linh nhịn không được biểu môi, một vị nguyên anh chính tầng tồn tại, là gánh nặng của ngươi. Ngươi mới là vướng víu. Tiêu y có chút không bỏ, ông Tiểu Bạch, cảm giác được thất lạc, ta còn không có cùng mạnh tiểu tỷ tỷ nói tạm biệt đây. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng, ai bảo ngươi đi theo đi lên. Phía trên làm bất tử coi như số ngươi gặp may. Liễu xích một mực tại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng hắn nhịn không được mở miệng, phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chớp mắt là qua đạo kia linh hồn, nhưng hắn nhớ tới cũng âm thầm phát rung, quá kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại hắn, ta còn muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Phía trên là ai làm ra đồ vật? Quá tiện. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn, rất không cao hứng. Ngồi truyền tống trận thế mà còn muốn ta cho linh thạch, đây không phải tiện là cái gì. Liễu xích lắc đầu, hắn nói, Ta mặc dù là phụng mệnh thủ hộ ở chỗ này, nhưng ta không biết rõ phía trên có cái gì, là ai lưu lại. Bất quá ta hiện tại cảm giác được ta có thể rời đi nơi này trở về yêu giới. Liễu Xích quanh thân tản ra nhẹ nhõm, ngàn vạn năm đến nay một mực tại nơi này bảo vệ sứ mệnh kết thúc, hắn cũng có thể trở về yêu giới. Tốt a, à, hỏi không ra cái gì, Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Lần này trở về Tề Châu, đời này không ra ngoài, liền nằm chết trên Thiên Ngự Phong đi. Thiều Thừa nhìn thoáng qua Liễu Xích khoát khoát tay, hắn nói, các ngươi ly khai đi, ta theo tiền bối đi một chuyến. Đi một chuyến. Đi nơi đó. Lữ thiếu khanh sững sờ, sau đó kịp phản ứng, lập tức giận tím mặt. Tốt, ngươi lừa lấy sủng vật của ta không nói, ngươi còn muốn đem sư phụ ta cũng cho bắt cóc. Lữ thiếu khanh hướng về phía liễu xích cầm thét, lão điểu, ngươi muốn làm gì? Lão điểu. Liễu xích nghe vậy cũng giận dữ, lúc này liền muốn cho lữ thiếu khanh một bài học. Nhân loại tiểu tử, đừng cho là ta không dám giết ngươi lão điểu cũng là ngươi kêu sao ta mẹ nó vẫn là tuổi trẻ tiểu tử tinh thần tiểu tử thiều thừa vội vàng mở miệng thiếu khanh cái này không có quan hệ gì với tiền bối là ta tự nguyện đi cùng lữ thiếu khanh không tin sư phụ ngươi đi cùng muốn làm gì hắn là đi yêu giới ngươi đi yêu giới sợ không thành sẽ bị người xem như điểm tâm ăn yêu thú cũng sẽ ăn người thiều thừa sắc mặt đỏ lên hắn dạ một cái không chịu nói ra nguyên nhân dù sao cái này là vi sư quyết định ngươi bất can thiệp vào chân chính nguyên nhân nói ra, quá mất mặt. Đánh chết cũng không thể nói. Lữ Thiếu Khanh hoài nghi, sư phụ khác thường a, vòng quanh sư phụ chuyển hai vòng, đem Thiều Thừa chầm chầm đến sợ hãi trong lòng. Làm gì? Làm gì? Thiều Thừa giận dữ, ngươi cái này hỗn trướng, muốn làm gì? Thiều Thừa càng như vậy, Lữ Thiếu Khanh liền càng phát ra hoài nghi, dạng này sư phụ bình thường đều là chột dạ biểu hiện, khẳng định là muốn đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi, sư phụ ngươi tại yêu giới có nhân tình ngươi đem an sư bá đặt chỗ nào hỗn trướng thiều thừa không kềm được lúc này liền muốn cho lữ thiếu khanh một cái búa ta là muốn đi bồi dưỡng vì các ngươi mấy cái này không bớt lo đồ đệ lữ thiếu khanh vội vàng trốn tránh sư phụ ngươi không nói rõ ràng ta nào dám đồng ý cho ngươi đi lão ngô liễu xích xác ý tăng vọt lữ thiếu khanh lập tức đổi giọng tiền bối hắn không phải người ngươi đi cùng yêu giới rất nguy hiểm a à? liễu xích sắc mặt rút ra rút ra hỗn đản này là móc lấy công đến mắng hắn thật muốn đánh chết hắn đáng tiếc không phải người câu nói này nghe là mắng chửi người trên thực tế lại là lời nói thật liễu xích hắn là yêu thú không phải người hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh thiều thừa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tại cùng tiểu bạch hổ mắt lớn trừng mắt nhỏ tiểu hồng bố trí một cái lý do tiểu hồng đi cùng ta không yên lòng ta đi cùng nhìn xem lữ thiếu khanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ sư phụ ngươi là làm ta khờ vẫn là thế nào ngươi hỏi một chút ngu xuẩn sư muội ngươi nàng tin sao tiêu y hết sức phối hợp liều mạng lắc đầu sư phụ ngươi đừng đi mạo hiểm rất nguy hiểm a à. thiều thừa tâm tắc nhìn xem liền tiểu đồ đệ cũng cảm thấy ta đi yêu giới không an toàn cái này không phải liền là cảm thấy thực lực của ta không được sao không được ta nhất định phải đi yêu giới xông xáo tiền bối trong miệng nói tới cái kia địa phương ta nhất định phải tăng lên thực lực của mình không vì cái gì khác có đầy đủ thực lực có thể tiếp tục đánh lấy cái này hỗn trướng đồ đệ cũng rất tốt Thiều thừa thái độ kiên quyết, vi sư tâm ý đã quyết, không cần khuyên. Chương 533, là lớn không có một cái để cho người ta bớt lo. Lữ Thiếu Khanh lời nói thấm thiết, sư phụ sử dụng nát tâm, sư phụ, không phải không đồng ý ngươi đi, nhưng ngươi có chuyện không có nói cho ta, ta trở về đi ngủ cũng không an lòng. Ngươi thành thật nói cho ta, không phải vậy ta trở về làm sao ngủ được. Không mang theo dạng này, ngươi ra ngoài lãng, đến cho ta một cái an tâm lý do, ta cũng không muốn cả ngày vì ngươi lo lắng. Thiều thừa vẫn là cái kia thuyết pháp, ta đi nhìn xem tiểu hồng. lữ thiếu khanh cho tiêu y đánh một cái nhãn thần, tiêu y ngầm hiểu, lập tức tiến tới, dắt thiều thừa quần áo, bán manh nũng nịu. sư phụ, ngươi nói cho nhóm chúng ta a, à, ngươi cứ như vậy đi yêu giới, ta cùng sư huynh rất lo lắng. trở về cũng không tốt hướng trưởng môn bàn giao, còn có a, à, đến thời điểm đại sư huynh hỏi tới, nói như thế nào. lữ thiếu khanh hài lòng gật đầu, có tiến bộ, bán manh cùng uy hiếp cùng một chỗ, hai bút cùng vẽ. thiều thừa quyết định là đánh chết cũng không nói ra chân chính nguyên nhân dù là đem trưởng môn kiên ra đến, hắn cũng không hề dao động quyết tâm của mình. nhưng là tiểu đồ đệ đem đại đồ đệ cho kiên ra đến, thiều thừa quyết tâm dao động. đại đồ đệ cũng không phải dễ gạt như vậy. nghĩ nghĩ, thiều thừa quyết định dễ làm khó bỏ, đã có thể trực tiếp đi yêu giới, ta muốn đi xem yêu giới cao thủ, nhìn xem không đồng dạng đối thủ. lữ thiếu khanh bó tay rồi, hắn không chút khách khí nói, sư phụ, ngươi chút thực lực ấy, đi, sợ không phải muốn bị yêu thú là điểm tâm. thiều thừa trong lòng bỏ vào, vẫn là bị ghét bỏ thiều thừa hừ một tiếng ta thế nhưng là nguyên anh kỳ người yêu thú muốn ăn ta không dễ dàng như vậy lữ thiếu khanh chỉ vào liễu xích lập tức liệt kê ví dụ ngươi xem cái này có thể ăn ngươi ngươi không cách nào phản kháng liễu xích giận mắng ngươi lại loạn chỉ có tin ta hay không trước ăn ngươi ta mặc dù là yêu thú nhưng ta cũng không có ăn người thói quen lữ thiếu khanh thu tay lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục nói còn có ngươi không phải đại sư huynh cái gì yêu giới cao thủ cái gì không đồng dạng đối thủ Ngươi cái gì thời điểm trở nên hiếu chiến như vậy rồi?" Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Thiều Thừa, nhưng Thiều Thừa trong lòng trực nhảy. Nhị đồ đệ vẫn là quá nhạy cảm, không lừa được hắn. Thiều Thừa chột dạ, ra vẻ không vui, "Cứ như vậy, ngươi muốn tin hay không, vi sư lần này là đi định." Nghe được Thiều Thừa tự xưng lại một lần cải biến, để diễn tả quyết tâm của hắn. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, "Sư phụ làm sao trở nên không nghe lời đâu?" "Sư phụ?" Lữ Thiếu Khanh còn muốn nói chút gì, Thật sự là hắn không nguyện ý sư phụ của mình chạy tới yêu giới mạo hiểm. Trong thế giới này đợi không thơm sao? Làm cái phong chủ tại trong môn phái, nằm thi, không tốt sao? Nhất định phải ra ngoài lãng sao? Ra ngoài lãng có phong hiểm, cần ngàn vạn chú ý cẩn thận, nghĩ lại làm sao? Thiều Thừa lại vung tay lên, xuất ra sư phụ uy nghiêm, "Tốt, việc này không cần nói nhiều, trừ phi ngươi đem ta đánh ngất xỉu khiên trở về, nếu không ta nhất định phải đi yêu giới." Lữ Thiếu Khanh mặt lộ bất đắc dĩ, nhìn về phía Liễu Xích liễu xích ở bên cạnh mặt không biểu lộ. Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng của hắn mừng thầm. Tiền bối, ngươi dẫn ta sư phụ đi qua, thật không có định đem sư phụ ta là điểm tâm. Liễu xích đều chẳng muốn để ý tới cái này ăn nói linh tinh nhân tộc tiểu tử. Nếu không phải là bởi vì tiểu hồng, hắn đã sớm đem Lữ Thiếu Khanh cho oanh sát. Thật sự cho rằng hắn cái này cao thủ không muốn mặt mũi. Liễu xích đối tiểu hồng nói, tiểu gia hỏa, đi thôi, nhóm chúng ta rời đi nơi này liễu xích một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu nhìn thấy ghê tẩm nhân loại tiểu tử liền phiền thiều thừa cũng đối lữ thiếu khanh nói tranh thủ thời gian ly khai đi bên ngoài có lẽ người đến cẩn thận một chút lữ thiếu khanh bất đắc dĩ đây là sư phụ của mình cũng không thể đủ nhường hắn giống tiểu sư muội như thế nghe lời đi trong lòng của hắn thở dài các ngươi là lớn liền không có một người có thể để cho ta bớt lo đại sư huynh là như thế này ngươi cái này là sư phụ cũng là dạng này là nhỏ bé ta rất mệt mỏi a à. Lữ Thiếu Khanh đem tổ sư một điêu lấy ra giao cho Thiều Thừa, cầm đi, đến bên kia cẩn thận một chút, đừng lãng quá lâu, nhanh chóng trở về. Đồng thời giao cho Thiều Thừa còn có một cái nhồi vào tài liệu trữ vật giới chỉ. Thiều Thừa mở ra sau khi, lập tức kinh ngạc. Cái này trong trữ vật giới chỉ tràn đầy vật liệu, nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí tứ phẩm cũng có. Tất cả vật liệu cộng lại so với một cái tiểu môn phái còn nhiều hơn. Thiều Thừa sửng sốt nửa ngày sau, nhìn không được hỏi, ngươi đi ăn cướp người nào. Nhiều tài liệu như vậy, trong đó còn có không ít sơ bộ tài liệu luyện chế, còn có chế thức pháp khí, xem xét liền biết rõ là xuất từ cái nào đó môn phái thủ bút. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nghiêm túc nói, "Sư phụ, ngươi đừng nói lung tung a, à, ngươi đồ đệ tuân thủ luật pháp, cái gì thời điểm làm qua ăn cướp sự tình." Câu nói này, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Thiều Thừa suy nghĩ một cái, trong lòng có cái suy đoán. Nhưng cái suy đoán này đem hắn giật nảy mình. Cho nên, trước tiên thời gian đem trữ vật giới chỉ cho cất kỹ tuyệt đối không thể ở chỗ này tùy tiện lộ ra. Lữ Thiếu Khanh đối thiều thừa nói, cầm đi phòng thân đi, cần dùng thời điểm liền dùng, khác bớt. Ngươi chết, ngu xuẩn sư muội sẽ khóc chết. Bên cạnh con mắt hồng hồng tiêu y nghe vậy, thở phì phò nhe răng trợn mắt. Ai, ai khóc? Tiểu hồng bay đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt, chi chi cặn bã kêu, nó cũng muốn. Lữ Thiếu Khanh quay một cái nó đầu chim, mắng, ngươi muốn cái rắm, ngươi đi theo hắn, đến thời điểm đem hắn ép khô A. Đem hắn nội tình cho móc sạch. Tiểu Hồng cùng Thiều Thừa khác biệt, Tiểu Hồng rõ ràng là đạt được Liễu Xích coi trọng, không chừng sẽ bái Liễu Xích vi sư. Có Liễu Xích che chở, tại yêu giới bên kia Tiểu Hồng không nói đi ngang, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thiều Thừa thì không đồng dạng, nhân tộc thân phận, nguyên anh cảnh giới, tại một ít yêu tộc trong mắt thế nhưng là mỹ vị tồn tại. Khẳng định phải cho nhiều một ít đồ vật hắn phòng thân. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy không yên lòng, hắn hỏi Liễu Xích, tiền bối, có thể cho ta các ngươi chỗ ấy một tọa độ sao? Có tọa độ, liền có thể tạo dựng truyền tống trận. Trước kia chỉ có tông sư thực lực hắn không cách nào tạo dựng vượt qua hai thế giới truyền tống trận. Nhưng bây giờ hắn là đại tông sư, đã miễn cưỡng có thể làm được. Liễu xích thật không có do dự, không muốn ở chỗ này cùng Lữ Thiếu Khanh làm nhiều dây dưa, cho hắn một cái ngọc phù, nói, nơi này có vài chỗ tọa độ, không gian tương đối yếu kém. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mừng rỡ, thành tâm cảm tạ, cảm ơn tiền bối. Sau đó đối tiểu hồng nói, tốt, đến thời điểm chừa cho hắn điểm vốn liếng, khắc móc rỗng liễu xích có đoạt lại ngọc phù xúc động hỗn đảng tiểu tử liễu xích hừ một tiếng ngươi còn chưa cút bỗng nhiên một thanh âm vang lên ha ha các ngươi muốn ly khai sao chương 534, trăm ba quy nguyên các cùng thiên cung môn hóa thần đều tới lữ thiếu khanh ngẩng đầu một tên mắt ưng câu mũi áo xám lão giả xuất hiện tại trên bầu trời hắn không hề cố kỵ tản ra tự mình khí tức rõ ràng là hóa thần cảnh giới tồn tại ở trên cao nhìn xuống thần sắc kiêu căng mù mịt ánh mắt tràn đầy kinh miệt không có che giấu sát ý, tuyệt không đem phía dưới đám người để vào trong mắt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vừa mới qua đi bao lâu, nhanh như vậy đã có người tìm tới đây rồi. Tù hồn sơn mạch như thế lớn, Lữ Thiếu Khanh vốn cho rằng coi như bị phát hiện, cũng sẽ không dễ tìm như vậy nơi này tới. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là coi thường một ít người. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh hiện tại là lực lượng 10 phần. Tự mình trong tay có ác chủ bài, không sợ hóa thần. Bên người cũng có được một tôn đại lão, chỉ là hóa thần dám đến nơi này, là hầm cầu bên trong kheo đèn, muốn chết. Áo xám lão giả một đôi bén nhọn con mắt, mang theo làm cho người phát lạnh ánh mắt, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi chính là lăng tiêu phái Lữ Thiếu Khanh A. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, bất quá là một cái tiểu gia hỏa, hừ, cũng muốn ta xuất thủ, thật sự là càng sống vượt trở về. Áo xám lão giả ngữ khí để lộ ra bất mãn, đối Lữ Thiếu Khanh mang theo nồng đậm sát ý. Thiều thừa đứng ra, hướng về phía lão giả nghiêm nghị quát, ngươi là người phương nào? Đã biết rõ nhóm chúng ta là lăng tiêu phái người, nên biết rõ nhóm chúng ta lăng tiêu phái lợi hại. Hóa thần tồn tại, cho dù là nguyên anh chính tầng cũng không dám trêu chọc. Chỉ có thể là có bao xa tránh bao xa. Lữ Thiếu Khanh đối thiều thừa nói, sư phụ, nếu như đoán được không tệ, cái này lão già hẳn là quy nguyên các người. Lão giả đối với hắn sát ý không có chút nào che giấu, Lữ Thiếu Khanh cũng lười khách khí với hắn. Hắn hiện tại tay cầm hai lá vương bài, sợ cái bóng. Áo xám lão giả cười ha ha, không tệ, là cái thông minh tiểu gia hỏa, so với trương tòng long cái kia tiểu gia hỏa ta cảm thấy ngươi càng thích hợp là quy nguyên các đại sư huynh như thế nào quy thuận ta quy nguyên các chuyện lúc trước xóa bỏ như thế nào thiều thừa sắc mặt biến hóa cuối cùng âm trầm xuống không nghĩ tới quy nguyên các đối lữ thiếu khanh sát ý sâu như vậy vốn cho rằng nhường lữ thiếu khanh ra tránh đầu gió chưa từng nghĩ vẫn là tìm tới cửa quy nguyên các hề ung thiều thừa chưa xuất thế thời điểm hề ung đã là danh chấn thiên hạ cao thủ thiều thừa xuất thế thời điểm hề ung đã giả chết tránh họa biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Biết rõ thân phận của người đến về sau, thiều thừa tâm trở nên triểu nặng. Hề ung ngoài ý muốn nhìn thiều thừa một cái, chú ý tới thiều thừa khó coi biểu lộ, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác thỏa mãn, ha ha, không nghĩ tới, còn có người biết rõ ta, không tệ. Để tình ngươi biết rõ đại danh của ta, chờ sau đó ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thay. Hề ung ngữ khí bình thản, không có đem thiều thừa để vào trong mắt, hời hợt một câu, tự hồ là đối thiều thừa thiên đại ban ân. Tiêu Y ở bên cạnh tức giận tới mức cắn răng, hỏi Lữ Thiếu Khanh, "Nhị sư huynh, hắn cư nhiên như thế nhục nhã sư phụ, làm sao bây giờ?" Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, "Còn có thể làm sao? Ngươi có biện pháp sao?" "Không bằng ngươi đi lên đánh chết hắn." Sư phụ trút giận. Tiêu Y méo miệng, không vui nói, "Ta nếu là có thể, ta đã sớm đi lên đánh chết hắn." Đáng tiếc, nàng Tiêu Y chỉ có chút cơ kỳ thực lực, đừng nói đánh chết hắn, liền tới gần cũng làm không được. Tiêu Y sau khi nói xong, hung hăng uống éo một cái trong ngực tiểu bạch, đáng tiếc ta cái gì đều không làm được. Đau tiểu bạch kém chút phát ra tiếng mèo kêu. Ai nói ngươi cái gì không làm được, đi mắng hắn a, à, Lữ Thiếu Khanh lại cổ vũ nàng nói, mắng chết hắn, đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng sống tới. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, thật chứ? Mắng chửi người cái gì, vẫn là rất đã, nàng rất ưa thích. Nhưng là, Tiêu Y chần chờ. Người trước mắt là hóa thần, mắng sẽ có hay không có hậu quả nghiêm trọng. Làm sao ngươi còn lo lắng cái gì lữ thiếu khanh tự hồ xem thấu tiêu y lo lắng hắn đều muốn tới đây giết ta không mắng hắn chẳng lẽ lại còn muốn đường hẻm hoang nên hắn hề ung nhìn thấy lữ thiếu khanh không có phản ứng hắn mà là cùng tiêu y đang nói chuyện hừ lạnh một tiếng thật là cùng vọng tiểu tử xem ra ngươi là muốn tìm chết tiêu y đứng ra đang muốn chỉ vào hề ung mắng to thời điểm lữ thiếu khanh nhắc nhở hắn một câu đem tiểu hồng mang lên tiêu y không minh bạch bất quá vẫn là nhường tiểu hồng ghé vào đầu của nàng bên trên sau đó đi tới chỉ vào trên trời hề ung nói lão gia hỏa ngươi tại phía trên chó sủa cái gì chó cũng sẽ không giống như ngươi gọi chó gặp được người còn hiểu đến giao cái đuôi một điểm lễ phép cũng không có gia hỏa quả nhiên rất quy nguyên các a à, không đúng là quy nguyệt các các ngươi quy nguyên các chính là một đám đàn bà hề ung sửng sốt một cái xác nhận nửa ngày cuối cùng hiểu được đây là tại mắng chính hắn lập tức giận tiếng mặt tiểu nha đầu ngươi đang tìm cái chết hắn suốt đạo đến bây giờ vẫn chưa có người nào có dũng khí dạng này mắng qua hắn nổi giận hề ung vừa định muốn xuống tay với tiêu y bỗng nhiên một cái non nớt hài đồng đồng dạng thanh âm vang lên vị này đạo huynh không cần như thế nổi giận đâu tiếp lấy một vị hài đồng đồng dạng người xuất hiện tại trên bầu trời mặt mang mỉm cười cùng hề ung đứng đối mặt nhau hắn mặc dù không có giống hề ung như thế bột phát tự mình khí tức nhưng lữ thiếu khanh nhìn người nọ về sau trong lòng nhìn không được nhảy một cái người này hắn quen thuộc a thiên cung môn hóa thần như là một vị đáng yêu hài đồng lại là hàng thật giá thật một vị hóa thần tu sĩ thiên cung môn lão tổ. Ngươi là người phương nào? Hề ung cảm giác được uy hiếp, tạm thời bỏ qua người phía dưới, âm tàn ánh mắt nhìn chầm chầm thiên cung môn hóa thần, sát khí tràn ngập. Thiên cung môn hóa thần sắc mặt tái nhợt, một mực duy trì nụ cười, nhẹ nói ra tên của mình, ta gọi quách bùi nguy. Là ngươi. Hề ung giật mình, lần nữa nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, cái này thế nhưng là so với hắn còn sớm xuất đạo tồn tại. Không phải nói ngươi đã đột phá không có kết quả, vẫn lạc sao. Quách bùi nguy nụ cười không thay đổi, phong kinh vân đạm, khuôn mặt non nớt, tản ra lão thành khí tức, ngươi không phải cũng là nói vẫn lạc sao. Đều là đồng dạng tồn tại, tất cả mọi người lẫn nhau nghe nói qua tên của đối phương. Người trong đồng đạo. Hề ung nhìn thật sâu đối phương một cái, đều là giả chết trốn đi, nghĩ đến lười biến không xuất lực. Bất quá. Hề ung cười lạnh, không có e ngại quách bùi nguy, ngươi bất quá là hóa thần bảy tầng cảnh giới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sau đó, khí tức tăng vọt, ý đồ cho quách bùi nguy một hạ mã uy. Quách Bùi Mi mặc dù trước đó bị thương, nhưng hắn nấp rất kỹ, hơi hợt hóa giải hề ung ra oai phủ đầu, hề huynh, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Hắn khí tức cũng tăng vọt, rõ ràng là tám tầng cảnh giới thực lực. Ngươi! Hề ung không nghĩ tới song phương là cùng cảnh giới tồn tại, phách lối khí diễm lúc này tiêu tán mấy phần. Mà Quách Bùi Mi trong lòng cũng hướng về phía hề ung có thật sâu kiên kỵ, bị thương hắn có thể không phải là đối thủ của hề ung. Hắn chỉ vào phía dưới lữ thiếu khanh bọn người nói, làm gì vì bọn hắn mà đã thương chúng ta hòa khí. Nếu có cái gì đồ tốt, mọi người chia đều chính là, hề huynh, ngươi định như thế nào? Chương 535, các ngươi là mù sao? Hai người chỉ là một phen nho nhỏ thăm dò về sau, biết rõ thực lực của đối phương cường đại, một thời gian không làm gì được đối phương, đánh nhau ngược lại sẽ lưỡng bại câu thương. Hai người đều là cáo già hạng người, biết rõ tại loại này tình huống phía dưới, loại kia làm phép là thích hợp nhất. Hai người chỉ là đơn giản một câu liền lập tức dựng lên tạm thời liên minh, trở thành tạm thời minh hữu về phần cái này liên minh có thể hay không vỡ tan phải xem đến cuối cùng bọn hắn có thể có được cái gì đồ tốt hai cái hóa thần liên thủ thiều thừa sắc mặt đại biến một cái hắn cũng đánh không lại hơn đừng đề cập hai người thiều thừa trong lòng lo lắng bắt đầu một thời gian không biết rõ như thế nào cho phải mà tiêu y đây cũng là há to mồm nhanh như chớp chạy về đến lữ thiếu khanh bên người trục cổ lại nhị nhị sư huynh làm sao bây giờ còn mắng không mắng lữ thiếu khanh một chút cũng không lo lắng hắn không cao hứng quát lớn tiêu y ngươi chạy về tới làm gì làm sự tình phải có bắt đầu có cuối tiếp tục mắng xuống dưới a thiều thừa hù chết ta đi ngươi cái này hỗn trướng là ghét bỏ nhóm chúng ta chết không đủ nhanh sao hắn quát đừng hồ nháo cũng an phận một chút cho ta lữ thiếu khanh một chút cũng không lo lắng sợ cái gì hai cái này lão gia hỏa nói rõ là hướng về phía chúng ta tới không phải đến cùng nhóm chúng ta kết giao bằng hữu bên trên đi tiếp tục mắng bọn hắn mắng càng hung ác càng tốt quay bọn hắn mông ngựa sẽ không để cho bọn hắn thả tự mình một nhóm, chẳng bằng chửi cho sướng miệng. Tiêu y gan lạnh mình rung động đứng ra, hai cái hóa thần A, áp lực to lớn. Nhìn thấy tiêu y đứng ra, quách bùi nguy đối tiêu y nói, tiểu nha đầu, các ngươi lần này đạt được cái gì đồ tốt. Giao ra đi, giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hề ung lại không đồng ý, hắn ánh mắt băng lãnh, sát ý tràn ngập, không được, bọn hắn ta tất phải giết. Tiêu y dám mắng hắn, không đem tiêu y áp chế cút dương hôi, khó tiêu mối hận trong lòng. Tiêu y sau khi nghe, cơn giận dữ cũng nổi lên, ta nhị sư huynh cũng còn không nói gì, ngươi cái này lão cẩu ở chỗ này kêu cái gì? Lão cẩu, ngươi đang gọi cái gì? Hóa thần mà thôi, nhà ta nhị sư huynh quay ngươi chết sau chụp chết một con rùi còn muốn đơn giản. Ngươi như thế cùng không phải liền là ý vào thực lực ngươi mạnh sao? Ngươi nếu là thực lực cảnh giới ép đến ta cùng, ta giết ngươi như giết gà. Sống lâu như vậy, cũng không có sống thông thấu, sống vô dụng rồi, sống đến cẩu thân đi lên. Ai nha, không có ý tứ, ta không nên vũ nhục chó. Thanh thuần bề ngoài, thanh âm ngọt ngào, lại nói ra nhục người thấu xương, nhưng quách bùi nguy nhịn không được ghé mắt. Nha đầu này miệng thật là độc. Trong lòng may mắn, may mắn không phải chửi mình, nếu không mình chắc là phải bị tức chết. Đồng thời minh bạch hề ung vì sao nhất định phải giết những người đó. Bị tiêu y trước mọi người dạng này mắng lấy, hề ung giận quá mà cười, tốt, tốt, hôm nay ai đến cũng cứu không được ngươi. Bỏ mặt ngươi có phải hay không nữ, hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Hề Ung trong lòng quyết tâm. Vừa muốn động thủ thời khắc, Lữ Thiếu Khanh đứng ra, không chút khách khí đối Hề Ung nói, lão già, cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ lập tức kẹp lên cái đuôi lăng, ta tha cho ngươi bất tử. Lữ Thiếu Khanh thái độ như vậy nhường Hề Ung giận dữ, nhưng là giận dữ về sau, mặt ngoài là cắn răng rời giường, trong lòng lại âm thầm đề cao cảnh giác. Cũng tại dạng này thế cục phía dưới, Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có bối rối, ngược lại phách lối bắt đầu, cái này vốn là không thích hợp. Quách Bùi Nguy cũng là như thế, hắn ánh mắt như điện, quét mắt phía dưới. Hắn thần thức tại nãy giờ không nói gì Úc Linh cùng liễu xích trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, chỉ là phát hiện Úc Linh bất quá là một cái kết đan kỳ chính tầng tiểu tu sĩ thôi. Đồng thời liễu xích mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất phổ thông. Hề ung cũng là như thế, cảnh giác phía dưới, không dám tùy tiện hành động, mà là tại không ngừng đánh giá lữ thiếu khanh một đoàn người. Nhưng là vô luận là hề ung vẫn là quách bùi nguy, bọn hắn cũng nhìn không ra có gì không ổn. Bọn hắn không minh bạch lữ thiếu khanh lo lắng đến cùng từ đâu tới đây coi như lữ thiếu khanh cùng thiều thừa đều là nguyên anh nhưng là tại hai cái hóa thần trước mặt nguyên anh tu sĩ trừ phi đến số lượng nhất định mới có tác dụng chỉ có hai cái nguyên anh như thế nào làm gì được hóa thần cuối cùng bọn hắn ánh mắt xuống trên người liễu xích liễu xích nhắm mắt ngồi xuống nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái rất cao lãnh cũng làm cho hề ung cùng quách bùi nguy cảm thấy liễu xích rất trang bức không phải là thế ngoại cao nhân nhưng là cảm giác rất phổ thông a à. hề ung cùng quách bùi nguy liếc nhau hai người đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc Quách Bùi Nguy nhìn chầm chầm liễu xích nhìn hồi lâu, cuối cùng đối hề ung nói, hề huynh, ta cảm thấy nhóm chúng ta không nên bị quấy nhiễu. Cái này tiểu tử rõ ràng là hù dọa nhóm chúng ta, cũng đừng làm cho hắn đạt được, nếu không mặt của chúng ta hướng chỗ nào đặt. Thân là hóa thần cảnh giới tu sĩ, bị một cái nguyên anh hù dọa, truyền đi mặt mũi này còn muốn hay không? Hề ung gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Hai người chúng ta liên thủ, mạnh hơn người cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hề ung cùng Quách Bùi Nguy đều là hóa thần tám tầng cảnh giới, liên thủ phía dưới, cho dù là hóa thần chính tầng cảnh giới tồn tại cũng không làm gì được bọn hắn. Thậm chí là luyện hư cảnh giới tồn tại, bọn hắn cảm thấy cũng có thể đấu một trận. Nghĩ tới đây, hề ung lần nữa sát ý tăng vọt, chuẩn bị trước một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh lại nói. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, nhịn không được mắng to, hai người các ngươi có phải hay không mò mẫm? Con mắt là dùng tới ăn cơm sao? Trong mắt không cần liền giữ lại đưa cho có cần người. Ta mẹ nó thật sự là phục các ngươi hai cái này lão già, tu luyện lâu như vậy con mắt cũng tu luyện mù sao nhãn thần còn không bằng thận hư ung y tiền bối đây nhìn hồi lâu cũng không thấy được trọng điểm hề ung giận dữ chuẩn bị xuất thủ mà quách bùi nguy không phục hắn giận dữ mắng mỏ tiểu tử ngươi nói ai có mắt không trồng các ngươi những người này giống chúng ta liếc mắt một cái thấy ngay có thời điểm căn bản không cần xem chỉ cần thần niệm quét qua các ngươi nội tình giống chúng ta rõ rõ ràng ràng đúng không lữ thiếu khanh chỉ vào liễu xích chỗ ấy các ngươi lại trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn xem, nhìn thấy cái gì? Thấy được một cái cao lãnh trang bức lão gia hỏa, còn có thể thấy cái gì? Hề ung cùng quách bùi nguy trong lòng khinh bỉ, ngươi cái này tiểu tử cũng là mù sao. Cái kia trang bức lão gia hỏa mặc dù nhìn có mấy phần thế ngoại cao nhân bộ dáng, nhưng bọn hắn không sợ. Nhìn thấy hai cái hóa thần còn không có minh bạch kịp phản ứng, lữ thiếu khanh tức chết, thật không biết rõ hai người các ngươi hỗn đảng là thế nào tu luyện. Hiện tại đem tròng mắt móc xuống đây đi, không cứu nổi. Quách Bùi Nguy đối Hề Ung nói, động thủ đi, không nên cùng loại người này ở chỗ này lãng phí thời gian. Hề Ung không ngại tự mình tự mình xuất thủ, hắn rất muốn tự mình làm thịt lữ thiếu khanh một nhóm. Lại dám mắng hắn, chán sống. Không thấy được kia là cây ngô đồng sao. Một câu theo lữ thiếu khanh bên trong miệng bỗng xuất hiện, trực bính thượng thiên truyền vào Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy trong tai. Chương 536, liên thủ đánh chết hắn, cướp đoạt cây ngô đồng A. Cái gì? Lữ thiếu khanh nhường Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy biến sắc sau đó vội vàng quan sát liễu xích dưới mông cái kia trụi lũi đại thụ thiều thừa minh bạch lữ đồ đệ muốn làm gì hắn nói thiếu khanh ngươi là nghĩ đến nhường liễu tiền bối xuất thủ hắn yên tâm có liễu xích tại bọn hắn an toàn chí ít có thể có được bảo hộ tiêu y cũng minh bạch lập tức bội phục vạn phần quả nhiên là nhị sư huynh cách không được để cho ta mắng bọn hắn nguyên lai like trước kia liền chuẩn bị xong ai nha sớm biết rõ vừa rồi liền mắng thêm vài câu tốt liễu xích thực lực rất mạnh ít nhất là luyện hư cảnh giới tồn tại. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tại hề ung cùng quách bùi nguy trong mắt là tùy ý nắm tiểu nhân vật. Bọn hắn ở trong mắt liễu xích cũng là như thế, cũng là tùy ý liễu xích nắm con tôm nhỏ. Mà hề ung cùng quách bùi nguy này lại đã xem rõ ràng, hai người thần sắc mang theo kinh nghi, về sau chậm rãi biến thành hưng phấn. Thậm chí một lần không thể tin được ở chỗ này gặp được một gốc cây ngô đồng. Nhưng khi bọn hắn xem rõ ràng về sau, bọn hắn xác nhận là một gốc chân chính cây ngô đồng. Đồng thời, giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên trở nên tế nhị mới vừa rồi còn là tạm thời minh hữu hai người hiện tại đã hổ sinh cảnh giác cây ngô đồng đây là thần thụ phượng hoàng ưa thích xây tổ thần thụ nếu như có thể đạt được vô luận là đối với tự thân khí vận thực lực tăng lên đều có lợi ích to lớn đồng thời một cái môn phái có thể có được cây ngô đồng che chở tưới nhuần thực lực sẽ cực kỳ tăng lên trở thành siêu cấp môn phái cũng không phải mộng hệ ung cùng quách bùi nguy hai người phía sau có một cái môn phái cho nên cây ngô đồng tại thời khắc này trở thành trong lòng hai người nhất định được chi vật. Hai người ánh mắt lấp lóe, bất cứ lúc nào muốn xuất thủ, nhưng kiên kỵ đối phương, cho nên hiện tại ai cũng không dám trước động thủ. Lữ thiếu khanh phát giác được giữa hai người bầu không khí trở nên trở nên tế nhị, trong lòng cười lạnh. Cây ngô đồng, danh xưng thần thụ, không có người không hiểu ý động. Khi quay là đám người bọn họ, nếu như không có liễu xích tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem cây ngô đồng tận gốc mang bùng cùng một chỗ đào đi. Lữ thiếu khanh chỉ vào liễu xích đối hề ung, quách bùi nguy hai người nói ta cho các ngươi một cái lời khuyên a à, muốn thu hoạch được cây ngô đồng tốt nhất liên thủ đánh chết hắn không phải vậy hai người các ngươi chờ chết đi các ngươi mắc mù nhưng không đến mức tai điếc a à. ta nói chính là lời thật lòng lữ thiếu khanh biểu lộ thành khẩn một bộ lòng nhiệt tình người tốt bộ dáng hề ung cùng quách bùi nguy nhìn xem lữ thiếu khanh bộ dáng này hoảng hốt một cái trong lòng vô ý thức cảm thấy lữ thiếu khanh là người tốt nhưng là người tốt cái rắm hai người lập tức đem trong lòng ý nghĩ kia cho bóp chết bất quá hai người cũng biết rõ trước mắt liễu xích không phải hạng đơn giản có thể ngồi tại cây ngô đồng bên trên cao lãnh lại trang bê địa vị thực lực khẳng định không nhỏ hề ung cùng quách bùi nguy liếc nhau trong lòng hai người đã tại gõ tính toán nhỏ nhặt quách bùi nguy lần nữa lộ ra nụ cười phối hợp hắn hài đồng hình dạng rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm vô ý thức bỏ qua thân phận của hắn quách bùi nguy đối hề ung nói hề huynh không bằng ngươi trước xuất thủ thử một chút như thế nào hề ung cười ha ha mang theo vài phần trào phúng làm ta ngốc sao xuất thủ khẳng định là xuất thủ nhưng tuyệt đối không thể nào là một mình hắn xuất thủ quách bùi nguy cũng biết rõ hề ung không có khả năng làm tiếp hắn nghĩ nghĩ lần nữa đưa ra một cái khác đề nghị nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ như thế nào cây ngô đồng nhất định phải chiếm được như thế thần vật để ở chỗ này quả thực là uổng phí hết hề ung vẫn là không có nói chuyện nhìn chằm chằm liễu xích lại nhìn một một lát cuối cùng hắn thu hồi vẻ kiêu ngạo hướng về phía liễu xích chấp tay một cái, có dũng khí hỏi huynh xưng hô như thế nào. Liễu xích tự hồ không có nghe được, liền mí mắt cũng không ngẩn một cái, tiếp tục nhắm mắt lại đang ngồi. Hề ung lần nữa chấp tay ra hỏi, liễu xích vẫn là không có để ý tới hắn. Tiên lễ hậu binh, hề ung đã làm được phía trước hai chữ, nhưng liễu xích mặt sát hắn. Hề ung trên mặt treo không lên, cái này lão gia hỏa tại sĩ diện. Thế là hắn quyết định chấp hành đằng sau hai chữ, hắn đối quách bùi nguy nói, cùng một chỗ động thủ. Quách bùi nguy gật đầu, hai người như là phối hợp ăn ý nhiều năm, cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ. Lập tức gió nổi mây phun, hai cổ lực lượng cường đại như là thiên uy, nhấc lên to lớn phong bạo, giống như là thái sơn áp đỉnh, một trái một phải hướng phía liễu xích quanh kích mà đi. Hai người cũng rất có ăn ý, không có có dũng khí sử xuất toàn lực, chỉ là nhẹ nhàng một cái, chuẩn bị thăm dò một cái liễu xích năng lực. Nếu như liễu xích là sau bọn hắn cường đại tồn tại, bọn hắn công kích như vậy không đến mức triệt để đắc tội liễu xích, sự tình còn có đường lùi nếu như liễu xích liền bọn hắn một kích này cũng không chặn được hoặc là ngăn cản rất vất vả bọn hắn coi như sẽ không khách khí liễu xích mở to mắt trên mặt lộ ra vẻ giận dữ ta ngay ở chỗ này ngồi không có ý định tìm các ngươi hai người phiền phức các ngươi ngược lại tốt dám đối ta xuất thủ cút liễu xích thân hình không nổi chỉ là hét lớn một tiếng tiếng như hồng lôi thiên địa vì đó rung lên hề ung cùng quách bùi nguy hai người công kích cũng tại liễu xích một tiếng này hét lớn phía dưới tan thành mây khói hề ung cùng quách bùi nguy hai người biểu lộ hoảng hốt mặc dù chỉ là hét lớn một tiếng nhưng để cho hai người thể nội huyết khí cuồn cuộn hề ung còn tốt một điểm còn có thể nhịn được không để cho tiên huyết xông tới có thương tích trong người quách bùi nguy lại nhịn không được một ngụm tiên huyết xông tới hắn cố gắng cắn răng đóng chặt miệng mới không có nhường tiên huyết phun ra ngoài hai người biểu lộ như là gặp quỷ đồng dạng khó có thể tin nhìn xem liễu xích chỉ là hét lớn một tiếng liền đem hai người bọn họ công kích hóa giải liễu xích thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đá trúng thiết bản trong lòng hai người đồng thời xuất hiện một cái ý niệm như vậy liễu xích biểu hiện thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng đây tuyệt đối không phải hóa thần cảnh giới khả năng rất lớn là luyện hư cảnh giới nghĩ đến đây hai người tê cả da đầu thậm chí sinh lòng thoái ý hai người bọn họ quả nhiên là mù không nhìn thấy như thế một tôn đại lão tiền bối bản bối có nhiều đắc tội cáo từ quách bùi nguy kê tặc biết rõ liễu xích thực lực mạnh hơn hắn là luyện hư cảnh giới tồn tại về sau không nói hai lời hướng về phía liễu xích chắp tay, sau đó trước tiên rời đi nơi này. Quách Bùi Nguy tại trước đây không lâu cùng ma tộc thị vệ trưởng chiến đấu bên trong bị thương, thực lực bây giờ phát triển không đủ bảy thành. Thật đánh nhau, hắn còn không đánh lại hề ung, chớ nói chi là liễu xích loại này tồn tại. Quách Bùi Nguy xoay người chạy, sợ ép một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, làm cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Hề ung lưu tại tại chỗ, tê cả da đầu. Bị bán. Hắn A, ngươi muốn chạy, ngươi nói một tiếng A, Nhóm chúng ta cùng một chỗ chạy A. À? Ngươi bây giờ chạy, ta còn có thể chạy sao? Hệ ung tâm thần đều chấn, nhìn qua liễu xích, không dám động đậy. Trước, tiền bối. Chương 537, Lão Điểu, ngươi muốn làm gì? Vừa rồi một lần xuất thủ, hệ ung liền biết mình thực lực cùng liễu xích ở giữa trên lệch thật lớn. Không có lá gan tiếp tục xuất thủ. Liễu xích cũng không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn xem hắn. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, đối liễu xích nói, ngươi xem, hắn vẫn là như vậy chảnh, đứng trên thiên nhìn xuống ngươi, đem ngươi dẫm tại dưới chân. ngươi đây đều có thể nhẫn. ra tay đi, đánh chết hắn. đúng, lưu hắn một cái toàn thay, đặc biệt là trữ vật giới chỉ cái gì, đừng đánh không có, để cho ta tới giúp hắn nhặt xác. hề ung nghe vậy, vội vàng đi vào trên mặt đất, cách xa xa đối với liễu xích chắp tay, xin lỗi, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. lữ thiếu khanh tiếp tục giật dây, động thủ a, đánh chết hắn. khác giống hắn đồng dạng sợ. liễu xích bị kêu tâm phiền, ồn ào quá, ngậm miệng so với đánh chết hắn, ta càng muốn đánh hơn chết ngươi. Vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Hề ung tiếp tục chắp tay, nghĩ đến chạy đi. Liễu xích hừ một tiếng, nhưng hề ung thân thể cứng đờ, không dám động đậy. Tiền bối. Hề ung trong lòng sợ hãi lại hối hận, sớm biết rõ liền không đi trêu chọc cái này lão gia hỏa tốt. Hoặc là, trước một bước chạy trốn càng tốt hơn. Gây tẩm thiên cung môn. Hề ung trong lòng mắng to quách bùi nguy không coi nghĩa khí ra gì. Động thủ đi. Liễu xích nhàn nhạt một câu, nhưng hề ung càng thêm sợ hãi. Liễu xích thực lực mạnh như vậy, hắn nơi nào còn dám xuất thủ, là ghét bỏ tự mình chết không đủ nhanh sao? Tiền bối, bản bối. Hề ung nghĩ đến giải thích, liễu xích lại chỉ vào lữ thiếu khanh nói, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Động thủ đi, giết hắn. Đám người ngây ngẩn cả người. Hề ung mộng bức nửa ngày, các ngươi không phải một bọn sao? Lữ thiếu khanh thì khó có thể tin kêu to lên, lão điểu, ngươi muốn làm gì? Lão điểu, liễu xích càng thêm nổi giận hắn đối hề ung quát xuất thủ ngươi hôm nay không giết chết hắn ta liền giết ngươi phẫn nộ liễu xích không che giấu nữa tự mình cường đại khí tức nhường hề ung hô hấp trì trệ trái tim nhảy lên kịch liệt cảm giác tại trước mắt hắn chính là một cái mang theo ngập trời hung diễm yêu thú trong lòng của hắn sợ hãi bất tri bất giác lui lại mấy bước hận không thể xoay người bỏ chạy cách nơi này sớm biết rõ nơi này có như thế một tôn đại thần đánh chết hắn cũng không dám tới đây hiện tại tốt lại tới đây muốn bị tự mình cho dựng vào hề ung trong lòng không gì sánh được hối hận. Sớm biết rõ liền không nghe nghiêm thuần cái kia gia hỏa đề nghị. Cái gì vì diệt trừ quy nguyên các họa lớn trong lòng, vì để tránh cho cùng lăng tiêu phái triệt để vạch mặt, vì che giấu tai mắt người, chạy tới nơi này chờ như thế thời gian dài. Người là chờ đến, nhưng là như bây giờ thế cục, cũng là đem tự mình cho dựng tiến đến. Liễu xích nhường hắn ra tay với lữ thiếu khanh, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta khờ mới tin. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, đối liễu xích nói, tiền bối nói đùa, Bản bối tới đây không có ý định đối với các ngươi động thủ. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Liễu xích bên này chán ghét chết lữ thiếu khanh, cả ngày lão điểu lão điểu, không có một điểm tôn kính. Phải hảo hảo giáo huấn một lần. Liễu xích căm tức nhìn hề ung, sắc bén ánh mắt nhường hề ung càng thêm sợ hãi, liễu xích từng chữ nói ra nói, ta nói, để ngươi giết hắn, nếu không ngươi chết. Tiếp lấy một cổ lực lượng cường đại hướng phía hề ung dũng mãnh lao tới. Hề ung sắc mặt đại biến, cường đại lực lượng vọt tới, nhưng hắn cảm thấy giống một con dung dế đối mặt với sóng gió động trời cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Bất quá Liễu Xích chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo, nhưng Hề Ung ăn chút thiệt thòi, cũng không định giết hắn. Hề Ung lần nữa chật vật đem sông tới tiên huyết nuốt xuống, cố gắng lắng lại lấy thể nội cuồn cuộn huyết khí. Lại một lần nữa cảm nhận được Liễu Xích thực lực cường đại, Hề Ung trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Đây chính là luyện hư cảnh giới thực lực sao? Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản ngăn cản không nổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dựa theo liễu xích ý tứ, cắn răng, hỏi, coi là thật muốn giết hắn. Liễu xích hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói đùa. Lữ thiếu khanh bên này đang mắng mẹ, cái này không có lòng tốt lão điểu. Hắn hỏi, lão điểu, ngươi muốn làm gì? Ta không có đắc tội ngươi đi. Liễu xích cảm giác được tự mình huyễn hóa lông vũ suýt chút nữa thì hiện hình xù lông. Ngươi cái này hỗn đảng nhân loại tiểu tử, còn dám nói không có đắc tội ta. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào ngươi một câu lão điểu đã đem ta đắc tội lão hung ác. Ta đời này cũng không có bị người dạng này kêu lên. Lão điểu lão điểu dạng này kêu, ta không muốn mặt mũi sao. Ta mẹ nó vẫn là chính vào tráng niên, tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời khắc, cái gì thời điểm là lão điểu rồi. Hắn đều chẳng muốn trả lời lữ thiếu khanh loại này không có đầu óc vấn đề. Mà là trừng hề ung một cái. Còn không xuất thủ, chờ lấy ăn tịch sao. Ngươi lại không xuất thủ, ngươi liền đợi đến bị người ăn tịch đi đối mặt liễu xích uy hiếp hề ung cắn răng hắn nói liền sợ ta giết hắn tiền bối ngươi sẽ vì hắn báo thù cái này sự tình ta gặp nhiều ta giết hắn ngươi liền có xuất thủ lý do liễu xích cười lạnh ngươi có thể giết hắn ta sẽ thả ngươi ly khai ta không xuất thủ can thiệp cũng không xuất thủ ngăn cản nhưng là ngươi không giết được hắn hậu quả chính ngươi ước lượng hề ung không có bất kỳ biện pháp hướng về phía lữ thiếu khanh chính là một chưởng không có biện pháp đây là mục tiêu của mình cũng bị bắt xuất thủ vậy liền giết đi làm hóa thần hậu kỳ cao thủ, hề ung mặc dù chỉ là đánh ra một chưởng, nhìn lên bình thản không có gì lạ. Nhưng là theo Lữ Thiếu Khanh, trên bầu trời mây đen dày đặc, trời đất mù mịt, chung quanh hắn như là bị ngăn cách ra, trở thành một không gian riêng biệt. Mà Lữ Thiếu Khanh hắn thì bị trục xuất tới cái này độc lập không gian, không chỗ có thể trốn. Áp lực cường đại chấn động toàn bộ không gian, như là phát sinh mãnh liệt không gian địa chấn. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại tùy ý phóng thích, tràn ngập toàn bộ không gian, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Tự hồ muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé thành đầy trời mảnh vỡ. Thiều Thừa muốn đi ngăn cản, Lữ Thiếu Khanh lại hướng về phía Thiều Thừa khoát tay, ngăn lại hắn, "Sư phụ, người xuất thủ cũng vô dụng." Thiều Thừa không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, hỗn trướng, chẳng lẽ bạch bạch chờ chết a? À? Không phải nói hóa thần vừa ra tay, bọn hắn những này nguyên anh liền không có lực lượng phản kháng, đứng ở chỗ này bạch bạch chờ chết. Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng. Hề ung xuất thủ về sau, cũng gắt cao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bất cứ lúc nào làm xong ứng đối chuẩn bị vạn nhất liễu xích muốn xuất thủ hắn cũng có thể trước tiên ngăn cản sau đó tùy thời chạy trốn mà ở hề ung trong mắt lữ thiếu khanh không có tính toán xuất thủ ngăn cản ý tứ ngược lại dù bận vẫn ung dung từ nhỏ nha đầu tiêu y trên đầu tiếp nhận một cái tiểu hồng điểu làm gì hề ung trong lòng không hiểu đây là từ bỏ sao muốn cùng sủng vật chia tay sao nếu như là dạng này cũng là không tệ trực tiếp bị chụp chết ở chỗ này xong hết mọi chuyện nhưng mà sau một khắc hề ung biết rõ chuyện gì xảy ra chương 538, như thế sợ, trở về bú sữa mẹ a. À. Hề ung hung ác lăng lệ một chưởng, sắp xuống trên người Lữ Thiếu Khanh thời điểm, chợt biến mất, không có một chút dấu hiệu. Như là một trận gió, hô một cái liền không có. Hề ung có chút phản ứng không kịp. Là kia tiểu tử có cái gì thủ đoạn sao? Lại có thể làm được nhường công kích của hắn lặng yên không tiếng động biến mất. Quả nhiên có thể làm thịt ta quy nguyên các hai cái nguyên anh, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng mà, nhân loại tiểu tử, ngươi không nên quá phận liễu xích thanh âm vang lên trong giọng nói mang theo phẫn nộ hề ung theo danh vọng đi nhìn thấy liễu xích mặt mũi tràn đầy cơn giận dữ giận dữ nhìn xem lữ thiếu khanh loại kia biểu lộ tự hồ hận không thể một mụn đem lữ thiếu khanh nuốt mã đức hề ung cũng hiểu được là liễu xích xuất thủ hóa giải công kích của hắn trong lòng mắng to loại này tiền bối cũng như thế chó sao đã nói xong không xuất thủ kết quả vẫn là xuất thủ mặc đâu còn biết xấu hổ hay không hắn không dám lên tiếng chỉ trích, chỉ có thể im ắng kháng nghị. U oán ánh mắt, như là một cái tiểu quả phụ, nhưng Liễu Xích hận đến thẳng cắn răng. Liễu Xích cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như vậy tiện, cũng minh bạch vì sao một mực mang theo Tiểu Hồng, nguyên lai mục đích cuối cùng nhất là cái này. Đáng chết nhân loại tiểu tử, thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nhưng Tiểu Hồng đứng tại trên vai của hắn, đối Liễu Xích nói, tiền bối sẽ giúp một chuyện, giúp chết hắn. Liễu Xích hừ một tiếng, ta cự tuyệt. Ngươi tính là gì đồ vật? để cho ta xuất thủ ta liền xuất thủ. Ngươi là cha ta sao? Ngươi là cha ta cũng không thể ra lệnh cho ta xuất thủ. Lữ thiếu khanh cười đến rất vui vẻ, ung y cái kia triệu hoáng thú chạy, còn có ngươi cái này cao cấp hơn triệu hoáng thú tại. Lữ thiếu khanh đối tiểu hồng nói: đi thôi, mời hắn xuất thủ. Ngươi cũng không muốn lấy ta ở chỗ này bị người khi dễ a. À. Sau khi nói xong, còn lột một khỏa linh đậu cho tiểu hồng. Tiểu hồng một ngụm nuốt vào, lộ ra vẻ hài lòng. Nó hướng về phía liễu xích kêu hai tiếng giúp ta một chút lão đại. Liễu xích tức chết, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt tiểu hồng. Bất thành khí gia hỏa, ngươi là yêu thú, không thể so với nhân loại trên lệch. Đừng cho tự mình biến thành ăn hàng, biến thành người ta truyền sủng vật. Cho dù có tình cảm lại như thế nào. Thân là tu luyện chi yêu, tình cảm là yếu ớt nhất đồ vật, là giá rẻ nhất đồ vật, là có thể vứt bỏ đồ vật. Liễu xích hừ một tiếng, ta không có cái kia công phu, chính hắn dẫn xuất phiền phức, tự mình giải quyết. Lữ thiếu khanh nghe xong, hướng về phía hề ung nói ngươi không phải muốn cây ngô đồng sao hắn chính là cây ngô đồng chủ nhân đi thôi xử lý hắn cây ngô đồng sẽ là của ngươi hề ung trong lòng mắng to nếu là ta có thể đánh được hắn ta đã sớm xuất thủ còn dùng ở chỗ này trong lòng run sợ chú ý tới liễu xích bất thiện ánh mắt hắn vội vàng nói còn kém thề tiền bối vãn bối không có ý định này biết rõ thực lực của ngươi ta não quất mới dám đánh cây ngô đồng chủ ý lữ thiếu khanh khinh bỉ a còn nói hóa thần đây làm sao lại như thế sợ không thể nào. Ngươi cái này hóa thần sẽ sợ. Vừa rồi uy phong đâu? Như thế sợ, còn ra tới làm gì? Trở về bú sữa mẹ a. À. Lữ thiếu khanh nhẹ nhàng, nhưng hề ung trong lòng cơn giận dữ từ từ dân đi lên, rất đáng hận. Hắn nhìn chồng chọc vào lữ thiếu khanh, phẫn nộ con mắt bắn ra tràn ngập sát ý quan mang, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đứng tại lữ thiếu khanh bên người tiêu y hải hùng khiếp vía, sắc mặt trắng mệt, dưới sự đè ép của hóa thần, nàng cảm thấy mình nhịp tim cực kỳ nhanh, rất lớn tiếng, lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Nhưng nàng lại tại nghiêm túc nghe tự mình nhị sư huynh, trong đầu nghiêm túc nhớ kỹ. Quả nhiên tự mình cùng nhị sư huynh so sánh, vẫn là kém một chút. Nhị sư huynh mắng chữ người công phu đã tự nhiên mà thành, không cần tận lực đi mắng. Ngẫu nhiên bình thường một câu đều có thể đem đối phương tức giận đến muốn giết người. Quá lợi hại, ta còn phải cố gắng học tập. Đối mặt với hề ung lăng lệ ánh mắt, người bình thường đã sớm gánh không được, Lữ Thiếu Khanh một chút sự tình cũng không có, hắn tiếp tục nói, động thủ a nhìn xem làm gì ngươi cho rằng nhìn xem hắn liền sẽ ngoan ngoãn đem cây ngô đồng hai tay dâng lên rồi loại này bảo bối không đánh nhau một trận bất tử mấy người làm sao có thể chiếm được đâu lữ thiếu khanh bàn tính tất cả mọi người rất rõ ràng chính là nghĩ đến hề ung ra tay với liễu xích sau đó bị liễu xích đánh chết nhưng là hề ung biết rõ liễu xích thực lực về sau nơi nào còn dám động thủ mượn một trăm cái lá gan cho hắn hắn cũng không dám hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là tranh thủ thời gian rời đi nơi này chạy càng xa càng tốt về phần lữ thiếu khanh một nhóm về sau có là cơ hội giết chết nhìn xem hề ung như là chim cút lữ thiếu khanh thất vọng hướng về phía mắng to sợ hàng về nhà mẹ ngươi cũng không muốn cho ngươi bú sữa thậm chí còn muốn đem ngươi bỏ vào quay về trong bụng đi coi như không có sinh qua như ngươi loại này sợ hàng nghi tử tức dẫn đến hề ung sát ý càng phát ra tăng vọt cơ hội thực chất hóa lữ thiếu khanh xem hề ung không dám động thủ vân vân dạ dạ trong lòng bất đắc dĩ a vừa rồi vốn cho rằng bọn hắn sẽ thấy cây ngô đồng, kết quả hai người là cái mù lòa, nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy cây ngô đồng. Cáo tri bọn hắn cây ngô đồng, bọn hắn xuất thủ, hướng về phía liễu xích ra tay. Vốn cho rằng liễu xích sẽ đánh chết hai cái này hóa thần. Ai biết rõ liễu xích có thể chịu được được, chỉ là quát to một tiếng liền trấn trụ hề ung, dọa chạy thiên cung môn hóa thần quách bùi nguy. Quách bùi nguy chật vật chạy trốn, còn sót lại hề ung cũng giống cái chim cút, kẹp lấy cái đuôi, vân vân dạ dạ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi đối liễu xích nói, đánh chết hắn. Hắn ngấp ngé cây ngô đồng, áp chế cốt dương hôi, chém thành muôn mảnh đều không quá phận. Liễu xích không thèm để ý lữ thiếu khanh, hừ một tiếng, không nói lời nào. Lữ thiếu khanh chỉ có thể sử xuất đòn sát thủ, lại cho tiểu hồng một khỏa linh đậu, đối tiểu hồng nói, đi, cho hắn vung cái kiều, bán cái manh. Tiểu hồng bay đi tìm tới liễu xích, rơi vào liễu xích trên bờ vai, liễu lo ríu rít kêu. Sau khi kêu xong, còn thân hơn mật cọ sát liễu xích gương mặt, làm nũng liễu xích cũng ăn không được một bộ này, lúc này đầu hàng. Hắn trừng tiểu hồng một cái, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi ly khai bên cạnh ta nửa bước. Cuối cùng, bổ sung một câu, một lần cuối cùng xuất thủ, không có lần sau. Lời này cùng hắn nói là cho tiểu hồng nghe, chẳng bằng là tại nói cho lữ thiếu khanh, khác được voi đòi tiên. Lữ thiếu khanh đối với cái này không quan trọng, ngươi cũng đi mau, không ép khô ngươi sao được. Đánh chết hắn, đánh chết hắn là được rồi. Để ngươi ngàn dặm xa xôi tới tìm ta phiền phức, giết chết ngươi không có bàn bạc. Hề ung nghe vậy, càng thêm sợ hãi, đồng thời cũng xác định một sự kiện. Cái gọi là tiền bối chính là một cái không nói danh dự, không biết xấu hổ gia hỏa. Hề ung không nói hai lời, tiên hạ thủ vi cường, trong nháy mắt xuất thủ, một cổ cường đại năng lượng bộc phát. Chương 539, Lão Điểu, ngươi có phải hay không thận hư? Cường đại năng lượng sôi trào mãnh liệt, như là một cái vòng xoáy điên cùng hấp thu chung quanh linh lực, thanh thế to lớn. Cuối cùng tạo thành một cổ cường đại năng lượng phong bạo, quét sạch toàn bộ không gian năng lượng phong bạo như là vòi rồng, hô hô xoay tròn, xé rách không gian. Hấp thu linh lực nương theo lấy xoay tròn, điên cuồng cắt chung quanh, phát ra bén nhọn tiếng rít, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cường đại năng lượng phong bạo đem chung quanh hết thảy cuốn vào, các bay đá chạy, cự một bay tứ tung. To lớn tảng đá, che trời cự một bị cuốn tiến vào phong bạo bên trong hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tiếng một bước che lấp tầm mắt mọi người, không cách nào thấy rõ phía ngoài hết thảy. Như là tận thế, mây đen ép thành, che khuất bầu trời lữ thiếu khanh thiều thừa mấy người đau khổ chèo chống cảm giác được tự mình như là sóng lớn mãnh liệt bên trong một chiếc tiểu phàm thuyền lúc nào cũng có thể sẽ bị nhào tới sóng biển chỗ lật tung nuốt hết bên tai cùng phong hô hô thổi hỗn tạp ở trong đó linh lực như dao rơi vào lữ thiếu khanh mấy người trên thân không ngừng phát ra tiếng len keng lữ thiếu khanh cùng thiều thừa còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được tiêu y cùng úc linh hai người tại đối mặt loại công kích này căn bản ngăn cản không nổi chỉ là một cái hô hấp tiêu y liền sắc mặt tái nhợt tiên huyết trực phúng nếu không phải tiểu bạch kịp thời biến lớn giúp nàng ngăn trở không chừng này lại đã bị cuốn đi vào cuối cùng không biết tung tích thiều thừa kịp thời xuất thủ giữ chặt tiêu y đem nàng ngăn ở phía sau úc linh còn tốt một điểm so tiêu y có thêm mấy hơi thở mấy hơi thở qua đi nàng cũng là như thế linh lực trong cơ thể hao hết thể nội vì vậy mà thụ thương huyết khí đảo lưu đồng thời mặt ngoài vết thương không ngừng gia tăng áp lực cường đại nhường thân thể của nàng cúi xuống đi xương cốt phát ra thanh âm ca ca lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan vỡ nát hóa thành đầy trời huyết vụ biến mất ở chỗ này. Úc Linh trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng hiện tại đã là một cái kẻ nghèo hèn, trong tay không có một cái dư thừa pháp khí đến bảo hộ nàng. Đối mặt hóa thần công kích, dù là nàng là kết đang chính tầng cảnh giới, dù là nàng một chân có thể bước vào nguyên anh cảnh giới, nàng cũng nhịn không được bao lâu. Huyết nhục chi khu tại loại này như là thần phạt đồng dạng công kích trước mặt, có vẻ là nhỏ yếu như vậy cùng buồn cười. Phốt. Lại một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, Úc Linh sắc mặt tái nhợt, nàng không chịu nổi cứ như vậy đi. Úc Linh đã bỏ đi, đối mặt với dạng này thế cục, nàng không có bất kỳ biện pháp. Úc Linh chậm rãi nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự, nên đón tử vong đến. Bất quá, sau một khắc, Úc Linh lại cảm giác được áp lực buông lỏng. Nàng mở to mắt, phát hiện Lữ Thiếu Khanh thế mà đứng ở trước mặt mình, vì nàng đỡ được tất cả áp lực. Úc Linh biểu lộ lập tức liền phức tạp. Cái này hỗn đảng. Nói thực ra, Úc Linh hiện tại cũng không biết rõ nàng còn hận không hận Lữ Thiếu Khanh. Theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là đối lữ thiếu khanh hận thấu xương là loại kia ăn thịt hắn ngủ hắn da uống máu hắn cừu hận lữ thiếu khanh xuất hiện giúp loan tuấn nhưng thánh chủ trách tội nàng liên lụy nàng tộc nhân nhưng là trải qua tiếp xúc về sau phát hiện nhân loại cũng không có giống thánh tộc nói như vậy cùng hung cực ác tàn bạo hiếu sát đi theo lữ thiếu khanh một lập tức ở giữa phát hiện lữ thiếu khanh có thời điểm xác thực rất làm cho người ta chán ghét hận đến nghiến răng hận đến không giết hắn nhưng có thời điểm lại cảm thấy hắn người này không dối trá chỉ cần không đắc tội hắn hắn cũng lười để ý tới hiện tại còn đứng ra vì nàng chống đỡ áp lực cứu được nàng một mạng lại liên tưởng đến mặt nạ của mình là bị cái này gia hỏa hái xuống Úc linh hiện tại không biết rõ dùng cái gì tâm tình thái độ gì đến đối mặt lữ thiếu khanh sau một khắc chung quanh phong thanh nhỏ dần hề ung công kích biến mất lữ thiếu khanh cùng thiều thừa đều là sắc mặt trắng bệch tiêu hao to lớn bất quá lữ thiếu khanh có chút nghi hoặc tiêu y cũng là như thế tiêu y nói thầm giống như cũng không phải rất mạnh a à. Lữ Thiếu Khanh mắng to, có phải hay không muốn đem nhóm chúng ta đánh thành tro, ngươi mới phát giác được mạnh. Còn có, ngươi làm sao vẫn yếu như thế? Không phải liền là hóa thần công kích sao? Ngươi thế mà cũng ngăn cản không nổi, còn không bằng ngươi cái này con mèo nhỏ. Tiểu Bạch cẩn thận nghiêm túc kêu một tiếng, yếu ớt phản kháng, ta là lão hổ, không phải mèo. Lữ Thiếu Khanh mắng xong tiêu y về sau, tiếp lấy đi khinh bỉ một cái tại sau lưng Úc Linh. Ngươi cũng thế, thật yếu, cặn bã. Không phải liền là hóa thần công kích sao? dạng này cũng gánh không được. Úc Linh nghiến chặt hàm răng, quả nhiên là hỗn đảng, ta còn là đến tìm cơ hội giết hắn. Không phải liền là hóa thần công kích. Câu nói này cũng chỉ có ngươi dám nói. Ta nếu là có thể gánh vác được hóa thần công kích, ta không nói hai lời trước tiên đánh chết ngươi. Úc Linh vừa rồi tại trong lòng nổi lên kia một chút xíu cảm kích lập tức tan thành mây khói, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là có bao nhiêu chán ghét liền nhiều chán ghét. Lữ Thiếu Khanh bên này không nhìn thấy hề ung thân ảnh, kết quả là, hắn bao hàm mong đợi hỏi liễu xích. Lão, Khạc, tiền bối, ngươi đánh chết hắn sao? Thi thể của hắn ở đâu? Ta đi giúp hắn nhặt xác. Nhặt xác là giả, trữ vật giới chỉ mới là thật. Liễu xích ha ha cười không ngừng, biểu lộ có mấy phần đắc ý, hắn đi. Đi rồi. Lữ thiếu khanh ngẩn ngơ, sau đó lập tức trở mặt, hướng về phía liễu xích mắng to, lão điểu, ngươi đang làm gì? Thế mà nhường hắn chạy trốn. Ngươi có phải hay không cũng là thận hư. Muốn hay không ngâm điểm hổ tiên rượu. Lữ thiếu khanh xem như minh bạch, vì sao hề ung công kích không có trong tưởng tượng mạnh như vậy? Hề ung công kích nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế là cố ý. Cố ý đem thanh thế làm lớn, che lấp tầm mắt mọi người, sau đó trước tiên chạy đi. Cho nên uy lực mới không có mạnh như vậy. Không phải vậy cho dù là Lữ Thiếu Khanh liên thủ với Thiều Thừa cũng gánh không được. Nhưng hề ung cứ như vậy chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh đau cả đầu. Vạn nhất ở nửa đường mai phục làm sao bây giờ? Hắn còn có thể quay về Tề Châu sao? Tiểu Bạch mặc dù là mẹ, nhưng là nghe được Lữ Thiếu Khanh nổi giận đùng đùng lời nói, cũng là theo bản năng hai chân kẹp lấy, tiếp lấy lập tức thu nhỏ thân thể, nhảy đến tiêu y trong ngực. Quá hung tàn, hù chết hổ. Liễu xích bị Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mắng, chẳng những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Có thể để cho Lữ Thiếu Khanh không vui vẻ, hắn liền vui vẻ. Cái này hỗn đảng nghĩ tiểu tử quá kinh người. Buồn nôn hắn một cái cũng không dễ dàng. Ai nha, tâm tình thật tốt. Liễu xích có tự mình thuyết pháp, ta ngược lại thật ra muốn chết hắn, đáng tiếc hắn trốn được quá nhanh. Nụ cười trên mặt, trong mắt đắc ý, thấy thế nào cũng biết rõ liễu xích là cố ý. Ngươi không phải muốn ta giết hắn sao? Ta nghĩ a, à, nhưng là chậm một bước, nhưng hắn chạy trốn. Đây coi như là liễu xích đối lữ thiếu khanh phản kích, buồn nôn một cái lữ thiếu khanh. Lữ thiếu khanh bị tức chết, rất muốn xông đi lên đem cái này lão điểu đánh một trận. Liễu xích từ trong ngực móc ra một cái pháp khí, rót vào linh lực, một cổ vô hình ba động khuếch tán, tiếp lấy tạo thành một đạo truyền tống môn, nhấp nháy sáng lên. Chương 540, tiền bối, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói có chút lớn tiếng. Truyền tống môn hai bên lóe ra màu trắng quang mang, lưu quang lấp lóe như là một cái chân thực cửa lớn. Trong cửa lớn, là một cái xoay chậm chậm vòng xoáy, nhìn chậm chậm, sẽ có một loại linh hồn cũng bị hút đi vào ảo giác. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy, lập tức đỏ mắt. Nước bọt ào ào chảy. Này bằng với là tùy thân mang theo một cái truyền tống trận. Cái này cùng loại mâm tròn pháp khí, ít nhất là lục phẩm trở lên. Lữ Thiếu Khanh hấp tấp chạy tới, hướng về phía liễu xích chấp tay bồi tội, tiền bối, ta vừa rồi thừa nhận ta nói chuyện có chút lớn tiếng, thái độ không tốt, mong rằng tiền bối ngươi thứ lỗi. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Hả? Liễu xích nghi hoặc, cái này tiểu tử ngoan như vậy rồi. Tháp mèo, nếu là ngươi trước kia có thái độ như vậy, ta nói không chừng còn có thể cho ngươi một điểm đồ tốt. Hiện tại ngươi tới quay ta mông ngựa làm gì? Ngươi nhớ đi với ta yêu giới. Liễu xích hỏi một câu, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, đánh chết cũng không đồng ý ngươi cái này hỗn đảng đi cùng. Lữ thiếu khanh ánh mắt nhìn chầm chầm vào trên đất kiện pháp khí kia, nuốt nước bọt. Dạng này bảo bối nếu là tự mình nắm mắt tới tay, tự như bộ dáng như hiện tại, đến thời điểm tại thiên ngự phong trị một cái xác định vị trí truyền tống trận, chạy đến bên ngoài lãng một vòng về sau, trực tiếp truyền tống về thiên ngự phong. Tính an toàn thật to gia tăng, mạng nhỏ bảo hộ 10.086. Lữ thiếu khanh sát khóe miệng, chỉ vào mâm tròn, hỏi liễu xích nói, tiền bối, cái này kêu cái gì? liễu xích sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên hắn nhìn ra lữ thiếu khanh ý đồ hắn không có ý định giấu giếm chi tiết cáo tri lục phẩm pháp khí xuyên giới bàn có thể qua lại hai thế giới bình chứng pháp khí quả nhiên là lục phẩm pháp khí lữ thiếu khanh nước bọt chảy càng nhiều hung hăng nuốt nước miếng một cái lữ thiếu khanh mặt dạng mày dày hỏi còn gì nữa không cho cái ta đi thiều thừa ở bên cạnh bụng mặt la hét nói hỗn trướng bất làm loại này mất mặt sự tình Úc Linh cũng là 10 điểm im lặng ngươi đến cùng từ đâu tới lo lắng, cảm thấy người ta sẽ đưa một cái lục phẩm pháp khí cho ngươi. Mới vừa rồi còn mở miệng ngậm miệng liền để người ta lão điểu. Hắn đánh không chết ngươi, đó là bởi vì cho ngươi sủng vật mặt mũi. Tiêu y cũng kinh thán không thôi, mắt lộ ra kính nể, vẫn là nhị sư huynh. Da mặt này độ dày so sau lưng thủ tiên sơn còn cao hơn. Liễu xích ha ha cười lạnh, quả nhiên, đoán không lầm. Trách không được thái độ tốt như vậy đây. Nguyên lai là nhớ kỹ ta bảo bối. Liễu xích cười lạnh một một lát, sau đó ngữ khí kiên quyết cự tuyệt, không cho. Ta đập phá cũng không cho ngươi. Lữ thiếu khanh biểu môi, hẹp hòi. Còn nói tiền bối, sống lâu như vậy, tâm nhãn làm sao lại không lớn lên một điểm đâu. Như thế hẹp hòi làm gì? Nhìn xem xuyên giới bàn, lữ thiếu khanh hoàn toàn chính xác rất muốn. Đây là có thể cực lớn bảo hộ tự mình an toàn pháp khí. Ha ha. Liễu xích lại cười ha ha, có thể làm cho lữ thiếu khanh không vui vẻ, với hắn mà nói chính là chuyện vui. Cười vài tiếng, Hắn đối Thiều Thừa nói, đi thôi. Thiều Thừa bên này lộ ra không bỏ, chuyến đi này không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể trở về. Nhưng là, đây là vì tự mình không lạc hậu đồ đệ, không để cho mình trở thành một cái người vô dụng, hắn nhất định phải đi. Dù là cơ hội xa vời, dù là mười phần nguy hiểm, hắn đều muốn đi. Hắn không muốn đồ đệ mình gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn ở bên cạnh là một cái vướng víu, chỉ có thể nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Thiều Thừa vỗ lử thiếu khanh bả vai, lộ ra nụ cười ta đi một chút liền quay về. Lữ thiếu khanh mặt không biểu lộ nói, đừng chết, ta lại không muốn đi yêu giới báo thù cho ngươi. Thiều thừa nhịn không được mắng, hỗn trướng, có thể hay không nói điểm tốt. Sau khi nói xong, hắn quay sợ lữ thiếu khanh, không nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn không dễ chịu, cũng biết rõ lữ thiếu khanh trong lòng không dễ chịu. Bất quá tất cả mọi người không nguyện ý biểu hiện ra ngoài thôi. Sau đó thiều thừa mặt hướng tiêu y, tiêu y này lại đã nước mắt trưng trưng, một đôi mắt như là thỏ con mắt đồng dạng hồng hồng sư phụ tiêu y hô hai chữ nước mắt liền ào ào chảy xuống thiều thừa trong lòng cũng không dễ chịu hắn sờ lên tiêu y đầu giống sờ lấy tiểu cẩu ngoan ở trong nhà đi theo nhị sư huynh hảo hảo tu luyện thuận tiện nhìn một chút ngươi nhị sư huynh đừng để hắn gây chuyện lữ thiếu khanh ở bên cạnh không phục kháng nghị nàng mới là gây chuyện gia hỏa ta xưa nay không gây chuyện thiều thừa không có phản ứng nếu là phát hiện ngươi nhị sư huynh gây chuyện đi tìm trưởng môn tìm tổ sư lữ thiếu khanh càng thêm không vui ngươi ở nhà thời điểm cũng không có đối với ta như vậy. Hiện tại ra ngoài lãng, còn muốn lên cho ta kim cô chú. Đi, đi, Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, đi nhanh lên, ngươi liền đi yêu giới bên kia lãng, tốt nhất tìm cho ta cái yêu thú sư mẫu trở về. Hỗn trướng. Thiều thừa làm bộ muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh thoát ra một bên, chạy tới đối tiểu hồng nói, xỏa điểu, đem lão điểu vốn liếng ép khô, lấy sạch. Trở về về sau, ta cho ngươi tìm chim mẹ. Tiểu hồng liếu lo ríu rít kêu, biểu thị chim mẹ chính ta tìm. Liễu xích tức chết, cái này hỗn đảng nhân tộc tiểu tử. Đi. Liễu xích không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi, trở ngại tiểu hồng mặt mũi, hắn không thể đối lữ thiếu khanh động thủ, nhưng trong lòng của hắn rất khó chịu. Tranh thủ thời gian ly khai, nhắm mắt làm ngơ mới là cách làm chính xác. Lão điểu, hỗ trợ chiếu cố sư phụ ta. Lữ thiếu khanh hướng về phía liễu xích vất vất tay, một bộ bằng hữu tốt tiễn biệt tình cảnh. Liễu xích biểu môi, mang theo tiểu hồng dẫn đầu tiến vào truyền tống môn, thân ảnh vào một cái liền biến mất trở về cẩn thận một chút thiều thừa để lại một câu nói về sau cũng bước vào truyền tống môn ngay tại truyền tống môn sắp đóng lại thời điểm bỗng nhiên một đạo bạch quan hiện lên một đạo cái bóng xông vào truyền tống môn xuyên giới bàn đóng lại truyền tống môn nhảy lên một cái cái bóng dần dần mơ hồ thời khắc lữ thiếu khanh thân ảnh cũng cấp tốc bùng lên thúng di xuất hiện tại xuyên giới bàn trước mặt hai tay giang ra cầm cố lại không gian chung quanh xuyên giới bàn hư ảo cái bóng dần dần biến thành chân thực, bị hắn theo không gian bên trong bước ra. Tiểu bảo bối, đừng chạy, đến, đi theo ta ăn ngon uống sướng. Xuyên giới bàn làm lục phẩm pháp khí, đã có khí linh, có ý thức tự chủ. Khẳng định không nguyện ý bị dạng này lưu lại, cái thấy nó mặt ngoài bạch quan lấp lóe, bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, trong ngực lửa thiếu khanh bên trong hung hăng đụng phải, tả Xung hữu đột muốn thoát đi, đem lửa thiếu khanh đâm đến thẳng thổ huyết. Nhưng mà lửa thiếu khanh cho dù thổ huyết, cũng gắt cao chế trụ xuyên giới bàn, chết cũng không buông tay. Thần thức điên cuồng tràn vào xuyên giới bàn cùng khí linh làm đấu tranh. Đến cùng là phụ trợ tính pháp khí, không phải chiến đấu pháp khí, trải qua một phen vật lộn, cuối cùng đem nó khống chế lại, đương nhiên, muốn nhường hắn nhận chủ, còn phải cần một đoạn thời gian. Lữ Thiếu Khanh Dương Dương đắc ý đem xuyên giới bàn thu lại, mạng nhỏ, 10.086. Tiêu Y cùng Úc Linh thấy cảnh này 10 điểm im lặng. Ăn cướp A. À. May liễu xích tiền bối không ở nơi này, không phải vậy khẳng định phải đánh chết ngươi.